Xem tử vi về tuần mới. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình video trên kênh Kiến thức tử vi của chúng tôi. Nơi đây là nơi lan tỏa giá trị sống tích cực nhất. Và các bạn thân mến, về 3 năm tam tai, nó không bằng 1 năm thái tuế. Với tốt, những con giáp sau đây là những con giáp phạm thái tuế nặng nhất trong năm 2023. Tiền của rất dễ đội nón ra đi. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp nào và liệu các anh các chị có phải nêu tên trong bài viết dưới đây với tốt con giáp gặp hạn thái tuế trong năm 2023 này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Với 3 năm tam tai thì không bằng 1 năm thái tuế. Với tốt 3 con giáp phạm thái tuế nặng nhất trong năm 2023, tiền của rất dễ đội nón ra đi. Khi bước sang năm 2023 thì có tốt 3 con giáp phạm thái tuế nặng, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại. Với mọi người đều biết rằng người phạm thái tuế là xung thái tuế thì trong năm vận thế sẽ không quá tốt và gặp phải rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, với người tai họa phát sinh thì mọi việc đều không thuận lợi. Và trong năm 2023 thì có 3 con giáp gặp hạn thái tuế cần phải hết sức chú ý. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Mão. Đối với con giáp người tuổi Mão, khi bước vào năm 2023 là một năm mà bản mệnh cầm tinh con mèo, cũng là một năm mà họ phải một năm thái tuế. Đây là phạm thái tuế. Trong năm này thì sự phát triển của người cầm tinh con mèo có thể gặp phải những thất bại trong sự nghiệp. Và quan trọng nhất là người tuổi này là người có tính bốc đồng, căn cơ không vững, luôn luôn hy vọng một bước lên trời. Do đó, khi bước vào năm 2023 là một thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống của họ, bởi vì họ có một cảm xúc là người cầm tinh con mèo sẽ trở nên nóng nảy, nó ảnh hưởng xấu đến con đường sự nghiệp và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hôn nhân cùng gia đình của Mão. Ngoài ra thì những người cầm tinh con Mão bởi vì tính bốc đồng cũng rất dễ làm ảnh hưởng đến bạn bè trong công việc và tài chính, sẽ có một số vấn đề rất nhỏ có thể xảy ra. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai là con giáp người tuổi Dậu. Khi bước vào năm 2023 thì người tuổi Gà sẽ gặp một năm thái tuế, điều này là gặp hạn và sẽ khiến cho vận may tổng thể trở nên tồi tệ. Với năm này thì các mối quan hệ giữa người tuổi Dậu và đồng nghiệp cũng trở nên căng thẳng hơn. Nhìn chung là gió êm sóng lặng thì tốt, nhưng kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, một chạm liền phát. Đây chính là tính cách của người tuổi Gà, quá dễ đắc tội với người khác. Do đó, khi bước vào năm 2023 thì người cầm tinh con Gà có thể sẽ bị tác động xấu trong công việc nếu như mà họ xúc phạm sếp hoặc đồng nghiệp. Ngoài ra thì những việc cảm xúc của họ sẽ có những biến động rất lớn, nó sẽ làm tư tưởng không ổn định và không bình thường. Ngược lại, con giáp này rất dễ cáu gắt, cáu kỉnh và dễ chán nản và hay mất tự tin. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Ngọ. Với những người thuộc con giáp Ngọ sẽ phạm thái tuế vào năm 2023. Trong công việc thì có nhiều thất bại và nhiều bệnh tật, rất dễ làm tổn thương về chuyện tiền bạc và dễ bị chọc giận thị phi. Điều thăng tiến là rất khó khăn, đầu tư rất dễ thất bại và hay bất đồng trong nhân sự, tình cảm bị tan vỡ. Vì vậy, khi bước vào năm 2023 là một năm khó khăn nhất trong cuộc sống của người tuổi Ngọ. Có những danh tiếng đã bị giảm xuống, việc kinh doanh không ai làm, rất dễ bị lâm bệnh. Hơn nữa, trên phương diện sự nghiệp cũng có thể gặp phải những chuyện khủng hoảng. Cho nên, người tuổi Ngọ phải cẩn thận xử lý trong công việc, phải học cách ứng phó với tình huống bất ngờ này. Trong năm 2023 thì người tuổi Ngọ nên phải duy trì các mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Điều này sẽ giúp cho bạn giải quyết mọi vấn đề đỡ khó khăn hơn. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về từ giờ đến Tết năm 2023 thì có con giáp nào là những con giáp có cơ hội chuyển bại thành thắng, vơ vàng, ôm bạc, ăn Tết 2023 cực to. Và theo tử vi dự đoán rằng có 4 tuổi từ giờ đến Tết 2023
vẫn có nhiều cơ hội trở mình. Một đường phất thẳng tắp, rất dễ giàu sang sung túc. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất, đó là con giáp người tuổi Tỵ. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi Tỵ là người có tính tình dễ gần, dễ mến và rất dễ hòa đồng. Họ là người rất biết đối nhân xử thế nên được rất nhiều người yêu mến và quý trọng. Với con giáp người tuổi Tỵ này cũng là một con giáp sống thực tế nhất trong số 12 con giáp. Và trước khi làm việc gì thì họ thường là con giáp tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Với con giáp này là con giáp đã có tính trung thực, tính tin cậy, nói được và làm được. Và bắt đầu từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi thì người tuổi Tỵ là người có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, con đường thu nhập dồi dào. Với người tuổi này, nếu là người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng và giao cho những nhiệm vụ mới. Có thể trong những thời gian này họ sẽ phải đi công tác xa nên hãy chuẩn bị một tinh thần để đảm bảo sức khỏe. Đây là những thời điểm thần tài chốt sổ cho con giáp người tuổi Tỵ. Chính vì vậy mà khi bước vào tháng 12 này thì con giáp người tuổi Tỵ phải nắm bắt đúng thời cơ để nâng cuộc sống của mình lên một tầng cao mới. Còn với những người làm ăn kinh doanh, chắc chắn sẽ chốt được nhiều thương vụ và những khoản đầu tư của con giáp này từ trước đây sẽ sớm sinh lời và họ sẽ có những cơ hội thăng quan tiến chức, con đường sự nghiệp ổn định và ngày càng một phát lên. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với con giáp người tuổi Ngọ thì theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra thì người tuổi Ngọ là đa phần đều là người nóng nảy, có tài và có chính kiến riêng của mình. Họ cũng là con giáp đam mê trong công việc và có thể biến công việc thành sở thích. Và từ giờ đến Tết năm 2023 thì con giáp này hiểu được ý nghĩa trong công việc mà họ đang làm và đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc này. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp cho họ chuyển bại thành thắng. Họ có thể hoàn thành mọi công việc một cách kịp thời với ý tưởng riêng của bản thân và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đồng nghiệp xung quanh cũng thấy được những tinh thần tích cực của người tuổi Ngọ và họ luôn được cấp trên để mắt đến và trao cho những cơ hội thăng tiến. Ngoài ra thì vận đào hoa của người tuổi Ngọ cũng rất tốt. Với những người cô đơn thì có thể sẽ tìm được một bờ vai để chia sẻ. Trong khi đó thì những người đã lập gia đình cũng sẽ bao dung và thấu hiểu người kia nhiều hơn. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Mùi. Bạn rất giỏi nghiên cứu cảm xúc và luôn luôn có thể nhìn thấu mọi thứ. Bạn là người có khả năng phán đoán chính xác và có một sức mạnh mẽ. Bạn đã và đang phát triển và mang lại cho mình những cảm giác rất an toàn. Với những người tuổi Mùi, trông có vẻ yếu ớt nhưng về thực chất chúng lại vô cùng mạnh mẽ. Mùi luôn có thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng. Mùi không chủ động làm tổn thương ai, nhưng Mùi cũng không cho phép mình bị tổn thương một cách dễ dàng như vậy. Và từ giờ đến Tết năm 2023 thì ngôi sao tài lộc sẽ quay trở lại và người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn được dự đoán sẽ thăng tiến trên con đường tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh không ngớt, vô cùng giàu có. Bạn không đặc biệt quan tâm đến danh vọng và tài sản, nhưng bạn luôn có được cả danh lẫn tài và bạn sẽ luôn trân trọng tất cả những gì mà bạn đang có. Với một sức mạnh thì bạn sẽ được định sẵn để ngày càng trở nên mạnh mẽ và phú quý hơn. Và các bạn thân mến, con giáp thứ tư đó là con giáp người tuổi Sửu. Đối với con giáp người tuổi Sửu thì theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra, với con đường công danh sự nghiệp của Sửu là rất hanh thông. Với người tuổi Sửu là người đón nhận nhiều cơ hội mới ở trong tháng 12. Nếu như biết nắm bắt kịp thời thì đây sẽ là tiền đồ cho Sửu bứt phá trong năm 2022 tới. Với chuyện tình cảm của Sửu cũng sẽ vô cùng tốt đẹp và người độc thân chắc chắn có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được nửa kia của chính mình. Cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới các mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này. Và tuy nhiên thì người tuổi Sửu cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những chuyện bất chắc có thể xảy ra. Với người tuổi Sửu cần phải chú ý hơn đến vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa
lái xe đường dài hay đi vào ban đêm vào cuối tháng 11 âm lịch này. Đây là thời điểm nhạy cảm, rất dễ gặp chuyện bất trắc trên đường. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.